là Việt Nam cũng đã có những đại diện Việt Nam tham gia đấu trường Midrange International, Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Thì ai sẽ tham dự đây? Trong những cô gái đã từng dự thi, chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của họ. Đây là mấy cô gái nhỉ? 9 cô gái đã từng dự thi. Như vậy về lịch sử của cuộc thi này đã có từ lâu, và các đại diện Việt Nam cũng mang danh rằng là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam để đến với đấu trường quốc tế. Thì điều này thì chúng ta cũng có thể thấy chắc các nàng gọi là beauty queen của chúng ta cũng sẽ sắp xếp thời gian để tham dự trong đêm chung kết và sẽ xuất hiện. Những ai sẽ xuất hiện thì chúng tôi sẽ bật mí trong những cái show sắp tới. Nó khá giống với phiên bản của Vương miện Miss Universe gần đây nhất. Có nghĩa là cái form nó khá giống giống tại vì nó cũng khá nhỏ. Thì cho em hỏi rằng là cái ý tưởng này là mình tự quyết định hay là có sự tham vấn của bên Sang Vàng như thế nào ạ? Một cái câu hỏi nữa em, trong khi khoảng thời gian gần đây á thì bạn cũng chỉ là mới debut thôi, cũng có một vài cái sản phẩm thôi, thì cho em hỏi là điều gì đã quyết định chọn Mono, có phải là một trong những yếu tố giải trí hay không ạ? Câu hỏi cuối cùng em muốn hỏi chị Hà Kiều Anh, mọi người đang rất là thắc mắc rất là nhiều, tại cái này em đại diện cho mọi người ở trong các trước sắc đẹp rất là thắc mắc, đó là trong đêm thi trình diễn, đêm thi trang phục, phần thi bikini và trang phục dân tộc văn hóa, thì có một vài góc quay thấy chị khá là bận rộn với công việc riêng của mình. Thì cho em hỏi rằng là mọi người rất là thắc mắc rằng là với vị trí là trưởng ban giám khảo thì những khoảnh khắc đó chị đang bận rộn làm điều gì, bởi vì cũng có khá là nhiều tranh cãi, thì mọi người cho rằng là chị sử dụng việc riêng quá nhiều trong việc lúc các thí sinh đang chấm thi, thì chị có chia sẻ gì điều này không? Em xin cảm ơn ạ. Câu hỏi của bạn Linh xin trả lời về cái câu hỏi của mình là Linh bạn xin mọi người cho Linh hiểu cái bí mật về cái giá trị của cái vương miện. Bởi vì khi Linh muốn mọi người nhắc đến cái vương miện của Midrange 2022 thì mọi người sẽ nghĩ đến là về cái sắc đẹp, về độ đẹp của nó, chứ mọi người không nghĩ đến cái giá trị là 5 tỷ hay 7 tỷ của chiếc vương miện đâu mà. Cho em xin giữ cái giá cho riêng mình và ban tổ chức biết ạ. Và câu hỏi thứ hai mà bạn hỏi cho Linh đó là có tham vấn từ Sang Vàng hay không. Thực sự là khi mà một cái bác thảo cái vương miện ra thì tất nhiên Linh cũng phải có sự tham vấn của anh Nam, và thực sự đó là trong cái thời gian để phát thảo và để thi công chế tác cái vương miện này á, thì thời gian rất là ngắn, có hơn một tháng, hơn một tháng thôi, thì hai anh em mà thực sự công việc của hai anh em thì rất là bận rộn. Mà vương miện này thì Linh sẽ nhập từ ở bên nước ngoài về nữa. Khi mà Linh muốn làm cái vương miện này á thì Linh muốn làm màu trắng hết, bởi vì nó sẽ đúng với ngành nghề của Linh. Linh muốn tôn lên những cái viên kim cương của trên cái vương miện, nhưng vì anh Nam muốn tôn trọng về cái cuộc thi mẹ ở Thái Lan nên hai anh em quyết định là giữ cái màu vàng trên vương miện và những viên đá lục bảo của trên vương miện. Còn thật sự mà để nói mà hai anh em không có ấy về một cái cuộc thi khác thì chắc chắn là không rồi, bởi vì thật sự nếu mà về bởi vì á Linh á là một cái công ty có thể nói là chế tác cái vương miện, nhưng mà Linh đây là một cái cuộc thi mà để Linh đầu tư đầu tiên, và đây cũng là cuộc thi Miss Trend mà của Sen Vàng tổ chức đầu tiên, thì chắc chắn một điều là Linh và cả Sen Vàng rất là tâm huyết vô cái vương miện này, và hai em nói chung là phải ra được những ý tưởng hay và những ý tưởng đẹp, nên các bạn đã thấy cái vương miện của Linh sẽ có những cái điểm khác và những cái nói chung là nó sẽ khác hẳn so với những cái vương miện trước đây, đúng dạ. Thật ra thì tụi anh không nghĩ rằng là một trong những khoảnh khắc vô tình được bắt được khi mà tụi anh sử dụng điện thoại thì lại trở thành hot như vậy. Thật ra thì không có cái gì là quá là nhiều như vậy cả. Đây chỉ là một trong những khoảnh khắc mà vô tình máy quay ghi, nhưng mà những lúc đó thì cũng có thể những lúc giải lao hoặc là những lúc khác. Và cũng có một trong những quá trình là khi mà có cái live stream thì thường thì là kiểu anh với các anh chị ban giám khảo thì sẽ tập trung coi live stream nhiều hơn ở trên điện thoại, tại vì là cái live stream thì sẽ chiếu mặt thí sinh cận cảnh hơn và nhìn rõ hơn từng cái chi tiết. Tại vì khi mà các bạn trình diễn thì các bạn đi rất là nhanh, mà nhiều khi mình không có thể liếc hoặc là nhìn thấy một cách rõ ràng nhất,
thì nhiều khi mình có thể nhìn qua điện thoại bằng cái cách livestream đó thì mình cũng sẽ nhìn thấy được cái toàn cảnh của cái cuộc thi như thế nào. Thì đó là một trong những cái mà tụi anh hay nhìn vào. Thì nếu mà thực sự gần đây là cho rằng là một cái khoảnh khắc mà tụi anh cầm điện thoại như vậy mình đánh giá rằng là tôi không tập trung để chấm thi các bạn thì không đúng, bởi vì thật ra là các bạn thí sinh cũng biết Kiều Anh là người theo các bạn từ đầu đến cuối và không vắng mặt trong bất kỳ một buổi chấm thi nào, đúng không ạ? Đúng không các em? Như vậy thì chứng tỏ rằng là cái sức khi mà cái việc mà chuyên môn tập trung chấm thi các em là có, bởi vì điều này được chứng nhận bởi tất cả các em thí sinh và cũng đã gần gũi và trao đổi, cũng có thể nói chuyện với các em trong tất cả các buổi chấm thi, kể cả những buổi chấm thi mặt mộc, để mà có biết rõ hơn về hoàn cảnh gia đình, tính tình của mỗi em thí sinh. Điều đó là có thật và tụi anh luôn luôn là cảm thấy rằng là mình đã làm hoàn thành tốt cái trách nhiệm của mình. Bởi vì đối với một nghệ sĩ, dù là trẻ hay là đã là có nhiều năm trong nghề thì bao giờ cũng sẽ có những cái lượng fan riêng. Và những lực lượng fan như vậy thì thường sẽ hay có ý kiến vì sao không mời người này, vì sao không mời người kia, rồi lại khen chê như vậy. Nhưng mà thật ra chúng tôi thì cũng sẽ không đưa ra quan điểm của mình là như thế nào. Chỉ có là một cái lý do mà chúng tôi chọn Mono, bởi vì rằng là thứ nhất đó là Mono có âm nhạc trẻ trung và hiện đại. Bạn này cũng có cái yếu tố rất là giải trí, là điều mà show của chúng tôi cần. Như chúng ta thấy là Miss Grand Việt Nam hay là Miss Grand International là cái cuộc thi mà rất đề cao yếu tố giải trí và về phần nhìn, về phần biểu diễn, và nó có cái hiệu ứng về đám đông khán giả. Cho nên là tôi nghĩ rằng là Mono có thể hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí này. Và dù là một tân binh, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta nên cho tất cả mọi người cơ hội và cho nghệ sĩ trẻ những cơ hội. Nếu như không có những bước đi đầu tiên thì làm gì có bước đi thứ hai, thứ ba và những bước đi lên trên đỉnh cao của những cái danh vọng hơn nữa, đúng không ạ? Của danh tiếng thì ai cũng như vậy cả. Cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta nên cảm thấy thoải mái đi và tận hưởng. Và một cái điều tôi cũng xin lưu ý là Midrange Việt Nam vì sao chúng tôi vẫn mời các nghệ sĩ, chứ không phải rằng là giống như những cái show quốc tế là không có một nghệ sĩ nào trình diễn luôn, bởi vì chúng tôi không thể nào phát quảng cáo suốt show được. Ở những khoảng thời gian mà thí sinh đi thay trang phục, thay có thể là 10 phút, 15 phút thì không thể nào mà cho khán giả ngồi đợi và xem quảng cáo. Đối với show nước ngoài là chúng ta sẽ ngồi đợi đó, và chúng tôi sẽ chúng ta xem một cái màn hình chờ, một cái TV thiết kế hay là xem những cái clip đồng hành. Nhưng mà chúng tôi thì không thể nào chấp nhận được việc đó. Và tôi nghĩ rằng là những tiết mục đó cũng sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy khoái khỏa và cũng thấy vui được tận hưởng âm nhạc. Nhưng mà có một điều là sẽ không có tính kết nối với màn trình diễn của thí sinh, sẽ rất độc lập, thí sinh độc lập và nghệ sĩ độc lập. Và những tiết mục đó chỉ mang tinh thần là giúp cho chúng ta cảm thấy giải trí và cảm thấy gọi là xứng đáng để có thể bỏ đồng tiền ra để chúng ta mua một chiếc vé đến tham dự show. Thì điều này chúng ta có cảm thấy hài lòng không ạ? Rồi,